Dạ rồi, thì bạn Alice đã mời mình vào nhà rồi, thì mình sẽ đi tham quan ngôi nhà của bạn ấy nha. Trong một lần thì bạn ấy đi dạo trong vườn của nhà mình, thì bạn ấy thấy chị của mình á, thì vẫn đang ngồi học bài, đọc sách. Thì bạn ấy rất là chán, nghĩa là đã học một tuần rồi và tới cuối tuần chỉ muốn thư giãn thôi. Và đột nhiên thì bạn ấy thấy một chú thỏ trắng xuất hiện, và bất ngờ hơn nữa là bạn thỏ trắng ấy còn biết nói chuyện nữa. Vì thế bạn ấy đã rất bất ngờ và đuổi theo bạn thỏ trắng vào một gốc cây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn Alice và đuổi với bạn thỏ trắng vào gốc cây như thế này. Đúng như diễn tiến câu chuyện của Alice, chúng tôi lạc vào một gian phòng có rất nhiều cánh cửa. Trong phòng lại có nhiều bánh ngọt vô cùng hấp dẫn. Bạn ấy là vô tình chỉ cần cắn một mẩu bánh nhỏ trong cái trên cái bàn rồi thôi, thì bỗng nhiên bạn ấy đã biến thành một người khổng lồ lên rất là cao. Để có thể biến lại nhỏ hơn, đó là bạn ấy sẽ có một cái bàn tiệc nhỏ và sẽ có một cái lọ thuốc và nói hãy uống tôi đi và tôi sẽ thu nhỏ lại. Và để đến được cái chỗ đấy thì chúng ta phải có chọn đúng cánh cửa để giúp bạn ấy uống được cái lọ thuốc đó. Vậy chúng ta sẽ chọn cánh cửa nào nè con trai? Con vào thử đi. Đó là xuất sắc nha. Sau khi uống thuốc có trên bàn tiệc trà, Alice biến nhỏ lại và đi qua cánh cửa vào vương quốc thần tiên. Đó là một khu rừng mê cung. Vòng qua nhiều lần, chúng tôi gặp lại những nhân vật đã xuất hiện trên đoạn hành trình vừa qua. Gặp cả bà hoàng hậu Quân Cơ và ông hoàng Ca Cơ. Sau đó mọi người lạc vào phòng xử án, nơi Alice vô tình được mời tham dự và làm nhân chứng cho một phiên tòa. Phiên tòa xét xử vụ án bà Hoàng Quân Cơ bị mất trộm bánh, và nghi phạm chính là anh hầu Ca Cơ. Sau khi tra hỏi anh ta, quan tòa lại cho mời Alice với tư cách là nhân chứng. Giữ mồm giữ miệng của ngươi, nhân chứng. Tôi sẽ không. Chém đầu của cô ta. Bà cũng để coi đây là một phiên tòa công bằng. Khi mà mình bị một người vô lý như vậy đòi chém đầu thì mình sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mình sẽ chạy đúng không? Thì bạn Alice của chúng ta cũng vậy, chạy ra khỏi phiên tòa. Thì khi bạn Alice đã vùng chạy khỏi phiên tòa thì bạn ấy đột nhiên là thấy chính mình đang ngủ dưới gốc cây. À thì ra hồi nãy bây giờ tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dậy đi Alice ơi, dậy đi. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của VTV.